Bởi vì con Hắng mấy cả cái thằng cái gì nhỉ? Dũng Lò Vôi. Dũng Lò Vôi mới cả là chồng cái con Hằng Tiểu Yêu, con thần kinh. Và cái thằng gì nhỉ? Thằng gì nhỉ? Yên à? Võ Hoàng Yên. Người ta làm chân chính con mặt lúc này cứ tỏ ra công chúa hoàng hậu luôn, luôn đang vàng mặt kim cương gọi là. Bây giờ nó chua lạ gì này? Không, nó cứ tỏ ra nó là ta đây. Đúng không? Anh Dũng nhỉ? Đúng không anh? Và cái thằng gì nhỉ? Cái thằng nó đang ở với cái con gì, cái thằng đầu chọc chọc với cái thằng gì? Đấy, hôm nay nói trực tiếp là cái thằng mặt cái thằng đầu không có tóc này. Các bố mày toàn người có tóc mình chơi với nhau, chơi với thằng không có tóc. Đó. Thế gì à? Thằng đấy thằng gì à? Chị ơi, không, không, để em vừa nói. Võ Hoàng Yên á? Không, cái thằng Võ Hoàng Yên thì đó, đấy là nó... Đúng là Vôi là chồng với con Tiểu Yêu. Con Tiểu Yêu ấy có nói linh tinh trên Facebook, nó là tỏ ra mình có tiền. Nó là nghĩ hoa hậu mấy cả. Mình có tiền. Không, tự nhiên là nói người ta tu hành. Như này này, trong cuộc sống này, nói lẽ này, ai cũng có tội có lỗi. Cái chuyện quá khứ, đúng không anh chị? Anh nhờ, cái chuyện quá khứ. Đúng rồi, ai có chuyện quá khứ. Đây, ai cũng có chuyện quá khứ. Nhưng mà cái thằng gì chẳng nhớ ra cái con lợn đầu chọc đấy xong rồi nó lại đô la men đấy, cái thằng đấy thằng đầu anh nhở? Không, thằng con no, thằng bọn chuột bỏ đi. Thằng đấy thằng gì? Thằng Phú Lê. Thằng bố cái thằng đấy ăn bám cái con vợ nó cứ tỏ ra ta đây. Đây cuộc sống này nếu mà lên sàn đấu em chấp chúng nó hòa cho được kết quả tạm trăm con đấy. Bạn em nào Linh, bạn tin nếu mà bạn lên sàn đấu với tôi bạn nghĩ sao? Không, đây tôi nói bạn nha, nó là lớp mình quan trọng là thi đấu mà mình có cái nghệ thuật, anh có nghề đúng không? Như cái thằng gì thằng Phú Lê nó tỏ ra ta đây mày chỉ ăn bám đây mình đang nói chứ mày và tao một tí kinh tế mày chết. Thằng ấy có tuổi bởi đúng không? Đây em đang nói đây anh Dũng này, anh chỉ thích là lúc nào xem bọn giang hồ mạng bài đá này không? Đây mình đang nói về chung đúng gì vì cuộc sống này mình cứ sống đúng rồi, quan trọng là công an người ta yêu quyền mình là được chứ mấy thằng lưu manh ấy bố gì mày chú mày công an yêu mình là được vì tôi có đảng và nhà nước đây. Ok mình sống với đảng và nhà nước không ai và ai. Bây giờ Tô Lâm lên, ông chủ tịch nước biết đất nước này như này. Tỏ ra. Nói lên đúng không? Anh với chị gọi đây. Không đây, đây em đang nói Facebook. Em đang nói Facebook. Anh chị không hiểu, em đang nói chuyện Facebook là chúng nó là như thế. Đây là mình có cái live stream mà trực tiếp này. Mình đang nói. Em dạ vâng với anh chị với mọi người, anh Dũng nhỏ, anh Văn với mọi người toàn dạ vâng. Chưa bao giờ sai một câu. Nếu một cái người lính luôn nên chỉ cười, không vấn đề gì đâu. Người lính thì không lính gì đâu. Vì đâu phải cái say mình nói câu chuyện lọ kia hay chuyện lọ kia. Đây mình đang nói thật là... Cho nó vui anh. Thôi đây, nói, là, nói câu chuyện này là tự nhiên là thấy cái con Hằng dở hơi rồi lại cái thằng... Thì còn cái kệ mẹ. Không, anh ơi, người ta làm sư. Ngày xưa người ta có sai trái người ta về sư ảnh hưởng cái gì đâu. Nó cứ nghĩ nó nhiều tiền thì ngày người ta hai ba bữa cơm ai liên quan đến nó. Nhưng nó không hiểu về chính quyền ở Việt Nam chỉ có một đảng. Nó là đúng không? Mình đang nói câu chuyện. Hôm nào mình đi Gia Lai một bữa nhỉ? Gia Lai. Đây em nói là cục tưởng ngữ cho nó vui. Vâng không? Không, kệ. Anh ạ, vì cái từ anh ạ và anh ạ. Mà anh Nam ơi, em chưa xoay một từ với chị và chị của em này. Cả cuộc đời là chị với chị. Đó, cả nhà mình đồng khởi cái này cho cái không khí nó tưng bừng đấy nhỉ? Đúng không? Chị, kệ chị đi. Nhưng mà quan trọng đã là người lính. Kệ chị đi. Thế thôi, tắt đi gì? Nào, mọi người bảo tắt đi chưa? Em tắt nhá. Ok, anh em lên. Kệ chị đi.